Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Bản tin hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sóc Trăng, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Hồ Chí Minh lễ an tâm thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Đại hùng Phật điện Học viện Phật giáo Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam về thăm tăng ni sinh đang nội trú tại nội viện. Thành phố Hồ Chí Minh lễ tưởng niệm lần thứ 25 ni trưởng Thích Nữ Bạch Liên và lễ tiểu tường ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên. Trà Vinh lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Linh. Phật giáo quốc tế, chùa Từ Sơn, một trung tâm văn hóa nghệ thuật Phật giáo đặc sắc tại Hồng Kông. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong buổi chiều qua ngày 19 tháng 12, tại hội trường chùa Seretamơn, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trần Đề đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa thượng Thạch Sông được đại hội tiếp tục tin tưởng suy cử chức vụ trưởng Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Minh Hồng, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Hòa thượng Tăng Nô, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban kiểm soát Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Hòa thượng Thích Minh Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Phật giáo tỉnh. Hòa thượng Thạch Sông, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trần Đề cùng Chư Tôn Đức, quý sư sãi trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và huyện Trần Đề. Chính quyền tỉnh tham dự đại hội có ông Đỗ Tấn Hộ, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lưu Văn Xem, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy; ông Văn Quốc Tâm, trưởng ban tôn giáo, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban thuộc tỉnh Sóc Trăng, huyện Trần Đề và chính quyền địa phương tham dự. Hòa thượng Thạch Sông, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, phát biểu khai mạc đại hội. Hòa thượng nhấn mạnh, huyện Trần Đề là huyện được tách ra từ huyện Long Phú. Tuy chỉ mới hai nhiệm kỳ hoạt động, nhưng với sự đoàn kết và năng động của Chư Tôn Đức đã mang lại nhiều thành tựu rất đáng trân trọng. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua được Thượng tọa Trần Văn Tha, Phó ban trị sự kiêm chánh thư ký, báo cáo tại đại hội. Huyện có 18 tự viện là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có 14 chùa Nam Tông Khmer và 4 ngôi tự viện Bắc Tông. Tăng ni sư sãi có 349 vị đang tu học và hành đạo. Mọi hoạt động của Ban trị sự Phật giáo huyện đúng theo quy chế và sự chỉ đạo của Phật giáo tỉnh. Các ban trực thuộc đều hoàn thành trách nhiệm vì sự nghiệp chung là hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh. Nhiệm kỳ 5 năm qua, Phật giáo huyện đóng góp về an sinh xã hội với số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 3 2021-2026 cũng được Thượng tọa Trần Văn Tha trình và được thông qua tại đại hội. Nhằm biểu dương những thành tựu Phật sự của Ban trị sự Phật giáo huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2016-2021, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho 19 tập thể và bằng công đức cho 7 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng một bằng khen cho Ban trị sự Phật giáo huyện Trần Đề. Ủy ban nhân dân huyện trao giấy khen cho 19 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Phật sự. Nhân sự được giới thiệu cho nhiệm kỳ 3 2021-2026 gồm 20 thành viên, ban thường trực có 10 vị. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hòa thượng Thạch Sông tiếp tục được đại hội tin tưởng suy cử làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trần Đề nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Trịnh Văn Bé, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề, đánh giá cao những cống hiến của ban trị sự Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo huyện sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Trong khuôn khổ của pháp luật, chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ hỗ trợ để tân ban trị sự Phật giáo huyện thuận lợi hoạt động làm tốt đạo đẹp đời theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hòa thượng Thích Minh Hạnh phát biểu đạo từ tại đại hội, thành kính ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Trí Huệ đối với quá trình hình thành và hoạt động của Ban trị sự Phật giáo huyện Long Phú và Trần Đề. Với tinh thần phấn khởi hoan hỷ vô biên của người đệ tử Phật, Hòa thượng tin tưởng rằng tương lai Phật giáo huyện Trần Đề còn tiến xa hơn nữa để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Được biết, huyện Trần Đề là đơn vị thứ 11 của tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện.
Như vậy, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức đại hội Phật giáo cấp huyện. Đây là thành quả chung và rất đáng vui mừng để góp phần trang nghiêm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng nay ngày 20 tháng 12 năm 2021, 17 tháng 11 năm Tân Sửu, tại Đại Hùng Phật Điện của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm cử hành lễ an tâm thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dưới sự chứng minh và cầu nguyện của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Học Viện, hiệp cùng Chư Tăng Ni cầu Tam Bảo gia hộ cho mọi việc được hanh thông trong suốt quá trình thi công. Sau khi đại chúng vân tập về Đại Hùng Phật Điện, Hòa Thượng Thích Lệ Trang thông bạch chương trình buổi lễ. Khi đạo tràng đã trang nghiêm như pháp, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam niêm hương bạch Phật pháp sự an tâm thánh tượng. Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Trí Quảng tác pháp sái tịnh, đồng thời đại chúng trì chú đại bi. Sau ba biến chú, tác pháp hợp khối thánh tượng được diễn ra long trọng trang nghiêm trong tiếng niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được biết, tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an vị nơi chánh điện, có chiều cao 9 mét, chia làm 4 khối như bối quan nặng 2 tấn, đế tòa sen 2 tấn, thân trên 1 tấn, thân dưới 2 tấn, tổng trọng lượng 7 tấn, được đúc bằng chất liệu đồng. Trong suốt thời gian đội ngũ kỹ sư tiến hành hợp khối, tiếng niệm Phật trầm hùng trùm khắp không gian nơi Đại Hùng Phật Điện. Nguyện đem công đức an tâm thánh tượng, hồi hướng quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Đồng cầu nguyện dịch bệnh được đẩy lùi, thiên tai tiêu giảm, nhân dân được sống trong hòa bình và an ổn. Thưa quý vị, sau một thời gian dài nghiêm túc thực hiện chỉ thị giãn cách của nhà nước, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã thân lâm về thăm và ban huấn từ cho toàn thể tăng ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện toàn thể hội chúng, Chư Tôn Đức Ban Quản viện đảnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa Thượng Viện trưởng và báo cáo sơ lược tình hình hiện tại của tăng ni sinh nội trú. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh và ấm áp tình thầy trò, Ngài thân mật chia sẻ. Tuy Phật sự với nhiều trách nhiệm mới, chiếm nhiều thời gian và tâm sức, Ngài còn dành nhiều tâm sức hơn cho hàng ngàn tăng ni sinh đang nội trú tại học viện. Hòa Thượng nhấn mạnh, sự thịnh suy tồn vong của Phật Pháp là dựa vào hàng hậu tấn sau này. Ngài khích lệ và khuyến tấn tăng ni sinh cần chuyên tâm hơn trong quá trình tu học. Dù những trở ngại do dịch bệnh gây ra là điều không thể tránh khỏi, nhưng qua đó chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Hòa Thượng cũng ân cần nhắc nhở về tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng ni sinh cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, nhắc nhở tăng ni sinh giữ gìn sức khỏe bằng cách thực hiện nguyên tắc 5K mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Phải bảo vệ thật tốt sức khỏe của bản thân và của cộng đồng. Chư Tôn Đức Ban Quản viện cùng toàn thể tăng ni nguyện y giáo phụng hành và đồng cầu nguyện Phật tử gia hộ Ngài Pháp Thể Khinh An, tăng lòng phước thọ, dìu dắt đàn hậu học trên bước đường trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 20 tháng 12, tại Tổ đình Tịnh Xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam cùng môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 25 Ni trưởng Thích Nữ Bạch Liên, đệ nhị trưởng Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam và lễ tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên, đệ tứ trưởng Ni giới Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam. Quang Lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên, trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Phật tử đồng tham dự. Để bày tỏ lòng tôn kính đối với ân đức của nhị vị Ni trưởng, Ni trưởng Thích Nữ Viên Liên thay mặt Ni giới Hệ phái dâng lời tưởng niệm, ôn lại giới hạnh và công đức của cố nhị vị Ni trưởng đối với Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Lời tưởng niệm có đoạn: dù thời gian có trôi qua, không gian có biến dịch, nhưng công đức và đạo hạnh của nhị vị Ni trưởng đã cống hiến cho đạo pháp, xã hội và chúng sanh vẫn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật, của ni chúng Hệ phái Khất sĩ và tăng tín đồ của Hệ phái. Thế mới biết đạo nghiệp một đời ghi đá trắng, hóa thân muôn thuở ngự sen vàng, bạch thanh một cõi lòng chân tịnh, liên hóa sang vàng chấp cánh bay. Tiếp đó, Chư Tôn Đức Ni Hệ phái đã lần lượt ôn lại lời dạy của Ni trưởng Thích Nữ Bạch Liên qua bài khuyến tu tánh hạnh do Ni trưởng viết
và ôm lại công hạnh của ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên, đệ tứ trưởng ni giới hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Tại tổ đường, trước di ảnh cố nhị vị trưởng ni giới hệ phái, chư tôn đức chứng minh chư tôn đức giáo phẩm ni giới hệ phái cùng môn đồ pháp quyến đã thành kính dâng hương cúng dường giác linh nhị vị ni trưởng, tri ân công đức sâu dày của bậc tiền bối đã dành cả cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc. Tiếp đó, chư tôn đức ni giáo phẩm hệ phái đã thực hiện nghi thức chân trầm dâng hoa cầu nguyện cho giác linh nhị vị ni trưởng được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng dịch nên lễ tưởng niệm lần thứ 25 ngày ni trưởng Thích Nữ Bạch Liên và lễ tiểu tượng ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại nhiều điểm cầu và hạn chế số lượng người tham dự. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Định làm trụ trì chùa Khánh Minh, ấp Ông Yển, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Kim Thon, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban tăng sự tỉnh, Đại đức Thích Tâm Khiết, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Trưởng Ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Sơn Triều, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại đức Thích Huệ Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, đại diện chính quyền có ông Trần Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, ông Trương Văn Kiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cùng các cơ quan ban ngành địa phương sở tại. Tại đây, Đại đức Thích Tâm Khiết tuyên đọc quyết định của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh bổ nhiệm Đại đức Thích Huệ Định làm trụ trì chùa Khánh Minh và cung thỉnh Hòa thượng Thạch Sóc San trao quyết định bổ nhiệm. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, cùng đối trước chư tôn đức, Đại đức Thích Huệ Định, tân trụ trì đã bày tỏ lòng tri ân và phát nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện đúng tinh thần hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước, phụng đạo giúp đời, gắn bó với địa phương trong công tác Phật sự. Đại diện chính quyền địa phương phát biểu, ông Trần Trung Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Minh đã gửi lời chúc mừng tới Đại đức tân trụ trì cùng tín đồ Phật tử tại bổn tự. Ông ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội của chùa Khánh Minh trong thời gian qua. Ông mong rằng Đại đức tân trụ trì sẽ luôn gắn kết với chính quyền địa phương, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp và thực hiện theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Pháp đã có đôi lời sách tấn đến Đại đức tân trụ trì và mong Đại đức cần nỗ lực hơn nữa, tận tâm phụng sự đạo pháp dân tộc, làm tròn bổn phận sứ giả của Như Lai, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng hiến chương của giáo hội, đúng với luật pháp nhà nước, kết hợp với các cấp chính quyền địa phương hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà giáo hội giao phó, xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương theo phương châm tốt đời, đẹp đạo. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Minh được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ giới hạn thành phần tham dự. Tất cả khách mời cùng chư tôn đức khi tham dự đều được ban tổ chức test nhanh và tuân thủ các quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Thưa quý vị, vừa qua ngày 19 tháng 12, tức ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thiện Trực, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, trụ trì chùa Pháp Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cùng phối hợp với nhóm thiện nguyện quận 12 đã đến xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An nhằm thực hiện chương trình trao tặng các phần quà đến bà con nơi đây. Buổi tặng quà có sự hiện diện của Đại đức Thích Thiện Trực, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa cùng chư tăng và nhóm thiện nguyện quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp đoàn có ông Huỳnh Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thuận Nghĩa Hòa và ông Trần Văn Thị, trưởng ấp Dường Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa. Được biết, xã Thuận Nghĩa Hòa là một xã vô cùng đặc biệt của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Nơi đây có hơn 48 hộ, gia đình người dân tộc Chăm đang sinh sống. Nghề nghiệp chủ yếu của bà con nơi đây là đánh bắt cá, sống đắp đổi qua nghề. Với địa hình sông nước, sự di chuyển chủ yếu là ghe thuyền, khiến cho sự sinh hoạt của mọi người nơi đây vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
vì nằm riêng biệt giữa khu rừng tràm. Thấu hiểu những nỗi vất vả khó khăn đó của bà con, với tinh thần nhường cơm sẻ áo nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của đạo Phật và phụng sự chúng sanh. Đây là lần thứ ba phái đoàn ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa hướng dẫn các đoàn thiện nguyện đến để cùng san sẻ những khó khăn hiện tại của cộng đồng người Chăm. Trong chuyến đi này, phái đoàn đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà bao gồm gạo, mì gói, dầu ăn, khẩu trang cùng một số nhu yếu phẩm. Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc của người dân khi đón nhận được những phần quà tuy nhỏ bé nhưng đã gói trọn hết tất cả những tình cảm, yêu thương của quý mạnh thường quân dành cho đồng bào nơi đây. Vừa rồi là các hoạt động Phật sự trong nước. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, chùa Từ Sơn là một ngôi chùa lớn nằm ở Động Tử, quận Tai Po, Hồng Kông, do tỷ phú Lý Gia Thành đóng góp kinh phí để xây dựng và đã khánh thành vào tháng 4 năm 2015. Chùa Từ Sơn là một ngôi chùa lớn nằm ở Động Tử, quận Tai Po, Hồng Kông, do tỷ phú Lý Gia Thành đóng góp kinh phí để xây dựng, khánh thành vào tháng 4 năm 2015. Chùa Từ Sơn có khuôn viên rất rộng, với diện tích hơn 45.000m², là một khu phức hợp với nhiều công trình kiến trúc và phòng chức năng khác nhau. Lối kiến trúc đặc trưng của chùa được lấy cảm hứng từ kiểu kiến trúc trang nghiêm và trang nhã của các triều đại nhà Đường, Bắc Tống, Liêu và Tấn. Chùa sử dụng các yếu tố của tự nhiên vào trong quy hoạch tổng thể. Toàn bộ khuôn viên của chùa nằm trên một vùng đồi núi với tầm nhìn bao quát ra phía trước là biển, phía sau là những dãy núi cao. Các công trình kiến trúc được kiến tạo thân thiện với môi trường và hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên. Thiết kế tổng thể của chùa tuy đơn giản nhưng trang nhã, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho những trải nghiệm tâm linh, vừa chuyển tải những nét đẹp truyền thống, vừa mang trong mình những chức năng hiện đại. Chùa có hai khu chính, một là khu chánh điện và các công trình chức năng, hai là khu tượng đài Quan Âm. Tại khu chánh điện và các công trình chức năng, đi cùng với ngôi chánh điện là hai tòa nhà khác, tạo thành ba tòa nhà chính, được đặt dọc theo một trục trung tâm. Các tòa kiến trúc này được xây dựng trên một nền móng cao hơn so với xung quanh và có dãy hành lang bao quanh. Còn khu vực tượng đài Quan Âm nằm ở một trục khác, được phân nhánh từ khu vực sân rộng lớn phía trước chánh điện. Có một cánh cổng lớn gọi là cổng phổ thông nằm bên tay trái của chánh điện dẫn vào khu tượng đài Quan Âm. Pho tượng Quan Âm khổng lồ cao 76m ở đây được tạo tác vô cùng tinh tế. Sau lưng của pho tượng là dãy núi Bát Tiên Lãnh hùng vĩ. Toàn thân của ngài được sơn một màu trắng tinh khiết, nổi bật trên nền trời mây, núi rừng trong xanh xung quanh pho tượng. Tay trái của Bồ Tát Quan Âm cầm tịnh bình pháp thủy, tay phải của ngài cầm Như Ý Bảo Châu. Sắc diện của ngài toát lên nét từ bi hiền hòa của một vị Bồ Tát giàu lòng bi mẫn, yêu thương và cứu độ chúng sanh. Trong khuôn viên của chùa Từ Sơn còn có một công trình khác cũng rất giá trị, đó là Viện Bảo tàng Từ Sơn. Đây là một viện bảo tàng nghệ thuật Phật giáo, lưu giữ các đồ tạo tác và đồ vật quý giá của Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới. Viện Bảo tàng thường tổ chức các cuộc triển lãm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông qua đó để tạo sự đan xen giữa nghệ thuật và văn hóa Phật giáo, đồng thời giúp cho mọi người khi đến với chùa Từ Sơn có cơ hội được thưởng thức nghệ thuật và nuôi dưỡng tinh thần. Bảo tàng nghệ thuật Phật giáo của chùa Từ Sơn hiện là viện bảo tàng đầu tiên và duy nhất ở Hồng Kông chỉ dành riêng để trưng bày nghệ thuật và di vật Phật giáo. Ngoài ra, tại chùa Từ Sơn còn có Trung tâm Tư vấn Tâm linh Phật giáo, với đội ngũ nhân viên xã hội và nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, tư vấn và hỗ trợ cho mọi người về các vấn đề rắc rối, bất an trong cuộc sống, giúp mọi người thấu rõ được sự việc và tìm được những biện pháp để giải tỏa những muộn phiền, chuyển hóa được những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, tạo ra được những năng lượng tích cực và định hướng lại cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Cùng với đó, chùa Từ Sơn còn hỗ trợ cho các trường học, các tổ chức thanh thiếu niên, tổ chức các chương trình trải nghiệm, các hoạt động nghiên cứu, học tập tại chùa, nhằm giúp cho các bạn trẻ có được cơ hội trải nghiệm và học hỏi được những giá trị tâm linh, văn hóa, nghệ thuật quý giá trong Phật giáo, giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức và có thái độ sống tích cực hơn. Chùa Từ Sơn hiện là một điểm hành hương và trải nghiệm tâm linh lý tưởng cho tín đồ Phật giáo, cho những người yêu mến đạo Phật và muốn tìm hiểu, khám phá về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Phật giáo.
và cho những ai muốn trút bỏ những căng thẳng muộn phiền trong cuộc sống. Vừa rồi là phần tin Phật giáo quốc tế. Cuối chương trình mời quý vị cùng theo dõi điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý Tôn Đức Tăng Ni và quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ và phát lại vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau trên kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Kính chúc chư Tôn Đức và quý vị tuần mới an lành, hanh thông mọi sự. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.